Đây, em lại quay cho anh chị một cái mẫu mới. Mẫu này nó trông thế thôi, nó vẫn là cái mẫu mà cổ La Hi đây. Nhưng mà cái em nói anh chị mới là cái gì? Mới là đôi này ấy, bên em đã ở dưới đáy này là đã mài, mài rất cầu kỳ. Mà đôi dép này bọn em kén là tất cả dây gai ở dưới là màu hồng anh chị nhá. Màu hồng ạ. Đấy. Anh chị mua thì là ok anh chị nhá. Màu hồng nhá. Ký hiệu dép 4 quai A30. Tức là hôm nay trời mưa thì nó sẽ đen, nhưng mà trời nắng ấy, cái vải này này, bọn em mài ra nó lại rất may là mua được quả lốp. Cái vải của nó là hoàn toàn dây gai màu hồng. Anh chị đi những đôi này rất dễ bị mất. Nói luôn anh chị rất dễ bị mất, vì đôi dép nó hoàn hảo tuyệt đối luôn, không còn cái gì để chơi nữa. Ok anh chị nhá.